video này hay thì hãy cho mình một like, nhấn đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Đừng quên nhấn vào quả chuông ở phía bên phải để nhận được thông báo khi mình ra video mới. Ngoài ra, bạn cũng có thể like page Trang Nguyễn Nữ Công Gia Chánh để cập nhật thêm nhiều tin hay khác nhé.